chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong đêm qua các tỉnh phía Bắc vẫn còn mưa. Đến sáng nay thì bầu trời của các tỉnh phía Đông Bắc Bộ được bao phủ bởi một màn sương mù khá là dày đặc, kèm theo mưa nhỏ rất đặc trưng của miền Bắc trong những tháng mùa đông. Mặc dù vậy, mức nhiệt trong đêm qua vẫn tiếp tục tăng thêm từ 1 đến 2 độ và mức nhiệt xuống thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ chỉ có mưa ở vài nơi với lượng không đáng kể nên nhiệt độ cũng tăng dần. Ở các tỉnh phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa và nền nhiệt ít có sự thay đổi so với 24 giờ trước. Riêng các tỉnh miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông ở một vài nơi. Hiện nay, bộ phận không khí lạnh phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ đêm nay do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, nên ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Tàu thuyền và các phương tiện hoạt động trên các khu vực trên cần hết sức thận trọng để tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. Trên đất liền trong ngày và đêm nay, khu Tây Bắc còn có mưa rào nhẹ rải rác. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có sương mù và có mưa nhỏ rải rác. Độ ẩm trong không khí ngày hôm nay vẫn ở mức khá cao, trong khi nền nhiệt độ vẫn có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 20 cho đến 23 độ. Tuy nhiên, đêm nay không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết của các tỉnh Bắc Bộ, khiến trên toàn khu vực sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nên nhiệt độ giảm khiến cho trời sẽ rét hơn, với nhiệt độ thấp nhất đêm nay chỉ từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ trên toàn khu vực chỉ có mưa vài nơi với lượng không nhiều, ban ngày trời có nắng. Nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục có sự phân bố tăng dần từ Bắc vào Nam. Ban đêm nền nhiệt độ ít thay đổi, tuy nhiên đến khoảng gần sáng ngày mai ở các tỉnh Bắc Trung Bộ bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh nên trời chuyển dần nhiều mây và có mưa, nên nhiệt độ có xu hướng giảm dần trở lại. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ chịu tác động ổn định của đới gió Đông Bắc yếu nên thời tiết khá lạnh khô. Ban ngày trời có nắng với số giờ nắng khá cao khiến cho nền nhiệt độ vẫn duy trì mức cao. Ban đêm ở các tỉnh trên cao nguyên sẽ có tiết trời hơi se lạnh và có sương mù nhẹ. Dự báo các tỉnh Bắc Bộ giảm mưa trong 48 giờ tới sau lại có mưa trở lại, nên nhiệt độ tiếp tục có xu hướng giảm, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, nên nhiệt độ giảm, phía Bắc trời rét, các tỉnh phía Nam thời tiết ít biến đổi. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, riêng Điện Biên Lai Châu là từ 26 đến 28 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 cho đến 18 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, sau có gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi từ 12 cho đến 14 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió nhẹ, sau có gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ và thấp nhất là khoảng 15 cho đến 18 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi, gần sáng ngày mai có mưa rải rác, gió nhẹ, gần sáng gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 20 đến 23 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 cho đến 30 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa ở vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và thấp nhất là khoảng 18 đến 21 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho đến 34 độ và thấp nhất là khoảng 23 đến 26 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 24 đến 27 độ. Chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, đêm tăng dần lên cấp 6, biển động, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ. Như vậy, trong ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên có mưa rào và có nơi có dông, nên nhiệt độ giảm, trời rét. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!